về đích. Rất khéo léo, dứt điểm, khá nguy hiểm. Tình huống bay người cứu thua của thủ môn Junido Ferreira. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu. Tình huống độc diễn kỹ thuật cá nhân của Salazar cùng với một cú dứt điểm rất đáng chú ý. Nguy hiểm và bàn thắng đã tới với cầu thủ Oiba Philippines. Ở cơ hội thứ hai của trận đấu, Philippines đã có được bàn mở tỷ số. Christian Rotini Mangaron là người đã lập công. Một tình huống bóng bổng đúng với sở trường của bóng đá Philippines trong nhiều năm qua. Và lợi thế về mặt hình đã giúp cho họ có được sự áp đảo ở mặt trận không chiến. Hàng phòng ngự của Timor-Leste cũng rất lòng lẻo trong pha bóng này. Có tới 3 cầu thủ áo trắng xâm nhập khu vực có thể dứt điểm. Bàn thắng tới rất sớm với đội tuyển U23 Philippines.